Kính thưa quý vị, gia đình dân chúng tại thị trấn Newtown tham gia biểu tình ủng hộ luật tăng cường kiểm soát súng ống, tin từ Washington DC. Sau các vụ nổ súng bắn người hàng loạt gần đây, các nhà ủng hộ luật kiểm soát súng ống đã tổ chức buổi biểu tình tại Hoa Thịnh Đốn trong ngày 26 tháng Giêng năm 2013. Trong số người biểu tình ủng hộ dự luật kiểm soát súng ống, có dân chúng của thị trấn Newtown, Connecticut, nơi một tay súng trong tháng trước đã giết chết 26 người tại một trường tiểu học mà phần đông là trẻ em. Bà Laurie Bright, một dân cư ở Newtown, cho biết rằng bà cảm thấy xấu hổ khi chỉ ngồi và nghe tin tức mà không có một hành động nào để có thể thay đổi giúp ngăn ngừa. Nhóm One Million Months for Gun Control, một nhóm hoạt động ủng hộ kiểm soát súng ống, đã đồng bảo trợ hàng chục cuộc biểu tình trên toàn quốc vào ngày 26 tháng Giêng năm 2013. Vào tuần trước, thì các nhà ủng hộ quyền sở hữu súng ống tại Hoa Kỳ đã tổ chức các cuộc biểu tình chống lại các dự luật kiểm soát súng ống đang được bàn thảo tại Tòa Bạch Ốc và Tòa lập pháp Hoa Kỳ sau vụ thảm sát tại Newtown, Connecticut. Một phụ huynh học sinh, bà Erin Nikitrit, cho biết là bà rất biết ơn vì con trai của bà còn sống sót sau vụ thảm sát ở tại trường tiểu học Sandy Hook Elementary. Đồng thời, bà cũng kêu gọi những người dân có sở hữu súng ống giúp ngăn ngừa sự bạo động tương tự xảy ra trong tương lai. Theo bà Nikitrit, thì dự luật đang được phổ biến không phải nhắm vào việc tước đi súng ống hoặc quyền sở hữu súng ống của dân chúng, vì chính bà là người tin vào quyền hiến định của dân chúng Hoa Kỳ. Tổng thống Barack Obama muốn đưa luật kiểm soát súng ống đã hết hạn trở lại và bắt buộc điều tra lý lịch đối với bất cứ ai muốn mua súng ống. Nhưng bất cứ nỗ lực nào đưa lại sự kiểm soát súng ống tại Hoa Kỳ thường hay gặp phải sự phản đối mãnh liệt từ nhóm dân chúng ủng hộ quyền hiến định thứ hai.